Manchester City vừa đánh mất ngôi đầu giải ngoại hạng, còn Barcelona nhận trận thua đầu tiên tại La Liga. Bên cạnh đó, kỷ lục của Cole Palmer hay việc Real Madrid tăm tia ngôi sao Manchester United cũng là những điểm nhấn của làng túc cầu. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Manchester City đánh rơi chiến thắng trước Newcastle. Sự thiếu vắng Rodri cùng với Kevin De Bruyne khiến Manchester City lập tức gặp khó khăn và thầy trò Pep Guardiola đã chẳng thể giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân đến sân xanh James Park của Newcastle. Dù là bên mở tỷ số nhờ vào pha lập công từ Josko Vardio, nhà đương kim vô địch Premier League lại để chiếc chòe gỡ hòa trong hiệp 2 và chấp nhận chia điểm với tỷ số 1 đều. Cập nhật trên khiến Manchester City tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và huấn luyện viên Pep Guardiola đã trực tiếp nêu ra vấn đề của The Citizen bằng tuyên bố. Tất nhiên, Man City rất nhớ Rodri, nhưng chúng tôi phải tìm giải pháp. Đội bóng có Oscar Bob, Nathan Ake và Kevin De Bruyne cũng sẽ trở lại. Manchester City phải thích nghi với tình hình hiện tại. Mohamed Salah đưa Liverpool lên ngôi đầu giải ngoại hạng. Tận dụng cú sải chân của Manchester City thì Liverpool đã đánh chiếm đỉnh bảng Premier League một cách đầy ấn tượng. Dù phải đến làm khách trên sân của Wolverhampton, lữ đoàn đỏ vẫn là bên chơi lấn lướt và có được hai pha lập công của Konate và Mohamed Salah. Chi tiết trên giúp The Cop giành chiến thắng 2-1 và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cùng với 15 điểm trong tay. Rõ ràng các fan của Liverpool có quyền mơ mộng về ngôi vương Premier League ngay mùa đầu tiên huấn luyện viên Arne Slot làm việc tại sân Anfield. Arsenal giành chiến thắng kịch tính. Một ông lớn khác cũng có được 3 điểm theo cách đầy cảm xúc vào đêm qua, đó là Arsenal, khi mà pháo thủ đụng độ Leicester City. Phút 20, Gabriel Martinelli giải cơn khát bàn thắng kéo dài nửa năm bằng cách đưa pháo thủ vượt lên dẫn trước. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao Nam Mỹ còn tạo dấu ấn khi kiến tạo để Leandro Trossard nhân đôi cách biệt cho đại diện thành London. Thế nhưng Arsenal lại tự đưa mình vào thế khó khi để Leicester gỡ hòa 2 đều ở phút 63. Điều này khiến pháo thủ phải đẩy mạnh tấn công và may mắn đã mỉm cười với thầy trò Mikel Arteta. Phút 90+3, Wilfred Ndidi có pha phản lưới tai hại khiến cho bầy cáo một lần nữa rơi vào thế bám đuổi. Chiến thắng 4-2 của Arsenal sau đó được ấn định khi mà Kai Havertz điền tên mình lên bảng tỷ số vào cuối trận. Mikel Arteta giảng hòa với Pep Guardiola. Chiến thắng cảm xúc của Arsenal trước Leicester giúp pháo thủ cân bằng điểm số với Man City. Thế nhưng thay vì tiếp tục cuộc chiến trên truyền thông với nhà đương kim vô địch, huấn luyện viên Mikel Arteta lại chọn cách xoa dịu Pep Guardiola bằng tuyên bố. Khi tôi nói mình hiểu biết nhiều điều về Man City, thì ý tôi là hiểu rõ họ đã làm việc chăm chỉ ra sao. Tôi cần nhắc lại rằng bản thân rất ngưỡng mộ và tôn trọng mọi chuyện Pep đã làm cho mình. Chelsea thắng trận trong ngày Cole Palmer đi vào lịch sử. Thật khó tin những gì mà Cole Palmer vừa làm được trong cuộc đụng độ trước Brighton, khi mà ngôi sao người Anh chỉ mất có 41 phút để lập cú poker vào lưới chim mòng biển. Cập nhật trên đưa trụ cột của The Blues vào lịch sử giải ngoại hạng khi là cầu thủ duy nhất cho đến lúc này ghi được 4 bàn thắng ở nửa đầu một cuộc đấu. Quan trọng hơn, sự thăng hoa của tuyển thủ Tam Sư đã giúp Chelsea kéo dài mạch thắng ấn tượng bằng cách đánh bại Brighton với tỷ số 4-2. Bên cạnh đó, việc đưa The Blues lọt vào top 4 với 13 điểm trong tay cũng là dấu hiệu vô cùng tích cực với huấn luyện viên Enzo Maresca. Barcelona nhận thất bại đầu tiên tại La Liga. Những diễn biến kịch tính ở giải ngoại hạng khiến cho nhiều cổ động viên không để ý chuyện Barcelona vừa có lần đầu tiên phơi áo tại La Liga mùa này. Trong chuyến làm khách đến sân của Osasuna, hàng thủ của ông lớn xứ đấu bò đã có một ngày thi đấu thảm họa khi phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Cập nhật trên khiến cho hai pha lập công của Pau Victor và Lamine Yamal chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Đến cả huấn luyện viên Hansi Flick sau trận cũng phải lên tiếng nhận trách nhiệm bằng tuyên bố. Barcelona phải chấp nhận thất bại này khi đã chơi không tốt. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về trận thua trên. Real Madrid tăm tia Diogo Dalot. Trent Alexander-Arnold đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid khi hợp đồng của ngôi sao người Anh và Liverpool không còn dài. Tuy vậy, kền trắng cũng đã tính đến trường hợp tuyển thủ Tam Sư quyết định gia hạn với lữ đoàn đỏ. Nếu vồ hụt Trent Alexander-Arnold, Los Blancos sẵn sàng chuyển sự quan tâm sang Diogo Dalot của Manchester United khi mà ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện cũng bỏ ngỏ tương lai tại Old Trafford. Manchester United thận trọng với Luke Shaw. Những chấn thương dai dẳng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đóng góp của Luke Shaw cho Manchester United. Vì vậy, Quỷ Đỏ tỏ ra cực kỳ thận trọng trong lần tái xuất sắp tới của hậu vệ người Anh.
Dù đội chủ sân Old Trafford đối diện với lịch thi đấu dày đặc vào giai đoạn tới, ông lớn xứ sương mù sẽ chỉ để Luke Shaw trở lại khi đảm bảo không có rủi ro nào xuất hiện. Đây là biện pháp vô cùng cần thiết do chẳng ai muốn thấy tuyển thủ Tam Sư tiếp tục làm bạn với giường bệnh. Salah nhận lương cao hơn Ronaldo ở Tây Á. Đang bước vào năm cuối hợp đồng ở Liverpool, nhưng Mohamed Salah vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn cùng với Lữ đoàn đỏ. Thậm chí báo chí châu Âu còn thiên về giả thiết ngôi sao người Ai Cập đã bí mật ký hợp đồng để chuyển sang Saudi Pro League thi đấu từ mùa giải sau. Mọi chuyện còn kịch tính hơn khi truyền thông cho rằng mức đãi ngộ mà Salah nhận được ở Tây Á còn cao hơn số tiền mà Ronaldo đang kiếm tại Al Nassr. Tất nhiên thông tin trên vẫn cần được thời gian kiểm chứng, nhưng dường như Liverpool đang ở thế bất lợi trong cuộc thương thảo với trụ cột nơi hàng công. Manchester City tìm người thay Rodri. Việc Rodri phải nghỉ thi đấu đến hết mùa khiến huấn luyện viên Pep Guardiola hướng ánh mắt đến thị trường chuyển nhượng để tìm phương án ứng phó. Theo báo chí châu Âu, ngôi sao Samuel Ricci của Torino đang được đội chủ sân Etihad nhắm đến như một phương án tiềm năng. Với khoảng 90 trận thi đấu tại Serie A, tiền vệ người Italia là cái tên quen mặt với người hâm mộ xứ Mì Ống và nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Do vậy, nếu Manchester City muốn làm mới tuyến giữa, cầu thủ 23 tuổi là phương án rất đáng để nhà vô địch Premier League cân nhắc. Takehiro Tomiyasu trở lại tập luyện. Các vấn đề về thể trạng khiến cho Takehiro Tomiyasu chưa thể ra sân cho Arsenal kể từ đầu mùa đến giờ. Thế nhưng ngôi sao người Nhật vừa báo tin vui cho các fan của pháo thủ khi bắt đầu quay trở lại tập luyện. Do vậy, huấn luyện viên Mikel Arteta có thể kỳ vọng vào việc sử dụng cậu học trò ở giai đoạn lịch thi đấu dày đặc sắp tới. Cũng phải nói thêm rằng, Takehiro Tomiyasu đã xuất hiện trong không ít đồn đoán với các tập thể tại Syria, thế nên màn trình diễn hậu tái xuất của hậu vệ xứ Phù Tàng sẽ rất đáng để người hâm mộ quan tâm. UEFA đã trừng phạt Barcelona. Không chỉ nhận thất bại trước Monaco ở trận ra quân Champions League mà Barca còn bị UEFA trừng phạt vì hành vi phân biệt chủng tộc của một số các culé. Động thái trên khiến cho Blaugrana bị phạt 10.000 euro và không có sự cổ vũ của khán giả trong trận sân khách tiếp theo ở đấu trường châu Âu. Rõ ràng phân biệt chủng tộc đang là vấn nạn của làng túc cầu lục địa già và vấn đề trên khó được giải quyết dứt điểm trong tương lai gần. Real Madrid đón viện binh trước Derby Madrid. Vào đêm nay thì Real Madrid sẽ đại chiến với đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid trong bối cảnh rất cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Barcelona. Mọi chuyện còn khó khăn hơn với kền kền trắng khi họ thiếu vắng nhiều trụ cột với Kylian Mbappe là cái tên mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh. Vì thế, sự trở lại của Eduardo Camavinga có ý nghĩa vô cùng quan trọng với huấn luyện viên Carlo Ancelotti khi ngôi sao người Pháp vốn nổi tiếng với sự đa năng. Do vậy, không loại trừ khả năng tuyển thủ Le Bleu được sử dụng ngay từ đầu trong trận derby. Giải ngoại hạng có cập nhật quan trọng. Trong một ngày có quá nhiều điểm nhấn thì giải ngoại hạng còn đưa ra thêm thay đổi đáng chú ý. Theo đó thì 20 câu lạc bộ đã thống nhất việc phiên chợ hè năm nay sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8 trước khi mùa giải mới khởi tranh. Đây là cột mốc sớm hơn thường lệ khá nhiều và buộc các tập thể phải tính toán lại kế hoạch mua sắm của mình. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bắt đầu bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc và người hâm mộ đang đón chờ những bất ngờ mới xuất hiện. Do đó đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều câu lạc bộ tên tuổi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.